Con hư tại mẹ. Nắng sắp lên rồi, phải lấy nước tưới cho mấy cây hoa mới được. Ôi, cá đẹp quá. Chà, bắt được một chú cá vàng, Bi sẽ thích lắm đây. Bi ơi, dạ. Ba có quà cho con nè. Con xem ba có gì nè. Chú cá đẹp quá. Con chưa bao giờ thấy chú cá nào đẹp mà lớn thế này. Ừ, vì con chỉ nhìn thấy những chú cá trong bể kính nên mới nhỏ. Chú cá này sống ở trên sông nên lớn hơn. Từ giờ, nhiệm vụ của con là chăm sóc chú cá vàng đây nhé. Vâng ạ. Thôi, để em chăm sóc cá cho. Con còn bé thế, sao mà chăm sóc được cá? Con chăm sóc được mà mẹ. Đúng đấy, em cứ để con chăm sóc. Cho cá ăn con làm được mà. Thôi, việc này anh cứ để em làm đi. Mẹ ơi, xong chưa? Con đói rồi. Con ăn đi nè. Sao em không đi ăn sáng đi? Con đi đâu đấy? Em lấy cặp cho con. Con cũng không còn quá nhỏ nữa. Hãy để con tự lấy cặp của mình em à. Thôi, con đang ăn. Để em đi lấy cho con cũng được. Lần sau con nhớ cầm theo cặp của mình nha. Đừng để mẹ mất công lên lấy. Nhưng mẹ nói để mẹ lấy mà ba. Em để con tự đi. Con lớn vậy rồi, sao lúc nào em cũng bế ẵm con thế? Anh cứ kệ em. Em phải đi đã, không muộn học của con. Mẹ ơi, giày của con. Thôi chết, mẹ quên mất. Bi, con xuống tự đi giày. Sao lớn thế này, còn để mẹ đi giày cho thế? Sao anh lại mắng con? Em đi giày cho con cho nhanh để kịp giờ học. Anh muốn con đi học muộn à? Muốn đi học đúng giờ thì phải dậy sớm hơn. Em không nên nuông chiều con kiểu như vậy. Em chăm con, lo lắng cho con sao gọi là nuông chiều được. Con vẫn ngoan ngoãn khỏe mạnh là được. Em... Được, em cứ cho con đi học đi. Lát nữa em về, anh sẽ nói chuyện với em. Em đã về rồi đấy à? Anh đang cho cá ăn hả? Em xin lỗi, lúc nãy em không nên to tiếng với anh. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em lúc nãy. Em lại đây cùng cho cá ăn với anh đi. Ôi, sao ngày nào anh cũng cho cá ăn? Em cũng thường xuyên thay bể cá, mà sao cá vàng lại gầy nhỏ, bơi lờ đờ thế này nhỉ? Anh cũng nhận ra mỗi ngày chú cá vàng nhỏ hơn so với lúc anh đưa cá từ sông về đây. Em cũng thấy như vậy à? Vâng, hàng ngày em bận quá không để ý. Hôm nay em mới chú ý, thấy cá gầy đi nhiều và không còn hoạt bát như trước nữa. Cá vàng được chúng ta nuôi và chăm sóc đầy đủ, nhưng chú cá cũng không phát triển được mà mỗi ngày một gầy héo đi ở ngoài môi trường tự nhiên. Mặc dù phải đối diện với nhiều hiểm nguy và phải vất vả kiếm sống, nhưng chú cá vàng sẽ có những kỹ năng sống và trở nên hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Có lẽ anh nói đúng, tội nghiệp chú cá. Để em mang thả nó ra sông. Anh đi cùng em. Anh ơi, có lẽ em đã sai rồi. Sai gì cơ? Về cách nuôi dạy cô Bi, em nhận ra mình đã bao bọc con quá đáng, đã tước đi khả năng tự lập, tự vùng vẫy và phát triển tự nhiên của con. Cũng như con cá vàng kia, chỉ khỏe mạnh khi nó được tự sống cuộc đời của nó. Đúng rồi em à. Hãy để con chúng mình trở thành một chàng trai độc lập và mạnh mẽ. Muốn sẹo thâm. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, với kem rửa sạch hàng ngày và kem bôi giúp giảm mụn, mờ sẹo thâm, sáng mịn da. Vanessa Acne, mụn rời xa, da láng mịn, hiệu quả cho cả nam và nữ. Mở đường mới. Bố bệnh nặng chắc là chẳng thể qua khỏi đâu. Bố, bố đừng nói thế. Bố gắng giữ gìn sức khỏe bố ạ. Bố mẹ làm lụng cả đời,
Mất đi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có hai mảnh đất. Mảnh phía đông thì bố sang tên cho anh cả, còn mảnh phía tây á thì sang tên cho anh thứ. Các con tùy ý sử dụng và bảo ban nhau mà làm ăn. Bố, xin bố cứ yên lòng, chúng con sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên nhau. Các con biết vậy, bố có thể yên tâm mà về với tổ tiên rồi. Mình ơi! Sao, có chuyện gì vậy? Mình à, tôi vừa đi qua làng bên, thấy họ kháo nhau mảnh đất phía đông bên nhà bác cả, sắp có con đường lớn chạy qua đấy mình à. Vậy ư? Đen nhỉ? Giá mà nó chạy qua nhà mình thì có phải tốt hơn không? Hay là thế này, mình thử sang lựa lời với bác cả, để bác ấy đổi cho mảnh đất kia xem sao. Nhân lúc bác ấy chưa biết. Làm thế có được không? Sao lại không được? Cứ làm thế đi, sau này bác ấy biết, hay có ai nói gì thì mình bảo cũng có biết đâu, ai mà trách được. Cô chú muốn đổi mảnh đất ấy à? Vâng, anh đổi giùm chúng em với ạ. Ngoài ấy đất tốt lắm, anh trồng trọt hay chăn nuôi gì cũng tiện anh à. Thế cô chú tính làm gì trên mảnh đất ấy? Dạ, chúng em đã có dự tính riêng của mình rồi ạ. Mong anh đổi cho bọn em đi ạ. Thôi được rồi, anh em trong nhà, nếu cô chú thích á, thì tôi đổi cho nhé. Ôi, cảm ơn anh cả, anh tốt quá ạ. Vậy mình à, mình ơi, chúng ta mau mang giấy tờ sổ sách, nhờ bác ký cho một chữ, rồi làm thủ tục sang tên đổi đất ngay đi. Vì chứ đất đai giấy tờ sổ sách là phải rõ ràng. Gớm, đất đai chứ có phải cái gì đâu mà sợ nó rơi mất. Nhưng thôi, cô chú cứ mang giấy tờ sang đây. Dạ, thì em cứ nói vậy. Mấy nay chăn nuôi, giá lợn gà đều thấp quá, chẳng đủ tiền mua thức ăn cho chúng, gay quá. Ai ngờ được là mảnh đất đổi cho chú ba lại có đường nhựa chạy qua. Giá ngày ấy không đổi chác thì... Hay là chú thím ấy biết trước như vậy, nên sang đổi đất cho nhà mình nhỉ? Làm gì mà biết trước? Mà thôi mình à, chớ có nghi kỵ chi cho mất tình anh em. Mà nếu có như vậy thật, thì một khi mình đã đổi, cũng không nên lời ra tiếng vào chi nữa cho thêm mệt mình nhé. À mình ơi, hay là thế này, tôi ra nhờ chú thím ấy nhượng lại cho một gian để thằng Quân mở cửa hàng nhôm kính, tăng thêm thu nhập, chứ bấy lâu nay... Ừ, thì mình ra nói thử với chú thím ấy xem sao. Chú thím đó à? Chị sang chơi đấy ạ. Ừ, chú thím này. Có gì thì chị cứ nói đi. Chị em trong nhà có gì mà ngại? Anh chị muốn qua nhờ chú thím mượn lại một góc đất bên cạnh đường cho thằng Quân nó mở cửa hàng nhôm kính. Chứ bấy lâu nay trong kia làm ăn khó quá, chú thím cho anh chị mượn nhé. Chị ơi, tiếc quá à. Không được rồi. Nhà em cũng chuẩn bị mở cửa hàng cho to rộng hơn. Thế này vẫn còn chật quá chị ạ. Vậy à? Thôi vậy. Này, cửa hàng đã rộng thế này sao còn mở thêm làm gì? Nói vậy thôi chứ sao có thể mượn đất cơ chứ. Đất giờ là đất vàng đất bạc, sau này muốn đòi có khi lại khó khăn ấy chứ. Mà có lẽ thế thật. Đất đai bây giờ tăng giá vùng vụt, biết đâu hai bác ấy có ý đồ gì. Thì mấy nói thật sao mình? Thôi mà bố mẹ, xin bố mẹ đừng buồn nữa ạ. Con được xã cử đi học về nâng cao kiến thức trồng cây theo tiêu chuẩn mới. Chắc chắn sau khi học về, con sẽ cải tạo lại khu đất nhà ta để trồng những loại cây mới có giá trị và cho năng suất cao hơn. Nhiều năm sau, xem kìa, cây trái nhà anh Quân con ông cả Thảo mùa này lại còn tốt hơn nữa bà con ơi. Ừ, đúng là có học có khác, vụ nào cũng trúng lớn. Phải rồi, chúng ta phải nhờ cậu ấy truyền đạt lại kinh nghiệm cho. Các bác vào trong nhà xơi nước đã ạ. Nhìn vườn cây nhà bác thích quá, vụ này lại được mùa lớn rồi bác nhỉ.
Các bác cứ vào trong đây ngồi chơi, đợi cháu nó về, nó bày cách trồng trọt cho. Thằng bé trông thế mà sáng ý lắm. Vâng, được như thế thì còn gì bằng nữa ạ. Bác, thím có việc gì mà nhìn thím thất thần thế kia? Cửa hàng nhà em bị cháy hết cả rồi, anh chị ơi. Trời ơi, thật vậy ư? Em cùng đường không biết làm thế nào nữa. Chủ nợ biết nhà em bị cháy, tìm cách đến xiết nợ. Em cũng không biết phải làm sao hết. Thế chú ấy đâu? Dạ, nhà em buồn bã quá, phát điên phát rồ. Cứ đứng bên gian hàng đã cháy rụi, khóc than vật vã, rồi chả biết đi đâu nữa. Chết thật. Thôi bây giờ mình đưa thím vào nhà nghỉ ngơi, để tôi đi tìm chú ấy về. Tạm thời chú thím cứ ở đây đã. Còn nợ nần gì sẽ dần dần tính cách tháo gỡ. Quá lắm, tôi bán miệt vườn này cũng dồn được một khoản. Đã bảo vậy, gì mà thím cứ khóc nức nở thế? Vâng, hai bác tốt với chúng em quá. Vậy mà trước đây xin lỗi hai bác, chúng em... Thôi, chuyện cũ thím nhắc lại làm gì. Anh em một nhà, lọt sàng xuống nia cả. Giờ hoạn nạn thế này, phải đùm bọc lấy nhau chứ. Chúng em thật có tội với các bác. Thôi, tôi đi đây. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Sự tích bộ lông nhím. Ngày xưa, xưa lắm rồi, thuở các thiên thần vẫn thường xuống hạ giới thăm thú nơi nơi. Chị ơi, mấy hôm nữa có hội hoa đào ở thiên đình, chị cho em cùng đi với nhé. Tiếc quá, em không nói sớm, ta lại hẹn với em Thỏ cùng em ấy đi rồi, mà số lượng khách đến tham dự bị giới hạn. Hẹn em dịp khác nhé. Lại là con Thỏ ấy. Nhắc Thỏ nhé, đi lễ hội hoa đào vui lắm đấy. Mấy năm mới tổ chức một lần thôi. Năm nay có nhiều lễ hội lắm. Ở tại khu rừng của chúng ta sắp tới cũng sẽ có nhiều lễ hội để tất cả muôn loài cùng tham gia mà. Thật thế sao? Thế thì tuyệt quá rồi. Mà sao Thỏ biết được hay thế? Thiên thần hoa nói với mình vậy mà. À đúng rồi, mấy hôm trước tớ cũng nghe thần gió nói. Tức quá. Sao dạo này các thiên thần lại thân thiết với bọn chúng thế chứ? Chẳng qua nhờ mình chuyển đến sống khu rừng này nên các thiên thần mới đến. Bọn chúng được hưởng phước lây mà thôi, thật đáng ghét. Không thể để như thế được. Mình phải là người duy nhất được yêu quý chứ. Loa loa loa, muôn loài chú ý, thiên thần mùa xuân vừa thông báo. Cuối tuần này, hội thi chạy sẽ diễn ra. Tất cả các loài đều được đăng ký tham dự và phân thành 3 tốp chạy chia theo loài. Sẽ có thông báo cụ thể sau. Giải nhất hội thi này sẽ là một chuyến du lịch xuyên thiên đình với thiên thần mùa xuân. Tuyệt vời quá. Về luyện chạy đi mọi người ơi, cuối tuần là thi rồi đấy. Nói về chạy ấy mà, rừng này ta là nhất. Không ngờ con Thỏ ấy lại chạy nhanh đến thế cơ à. Đây các bạn, ai gọi đấy? À, thì ra là Nhím. Có chuyện gì thế anh Nhím? Đường thi chạy cuối tuần này là ở đâu ấy nhỉ? Mọi người được thông báo chưa? Tôi nghe thiên thần Hoa bảo chúng ta sẽ cùng tốp chạy đầu tiên đấy, bao gồm Thỏ, Nhím, Sóc, Nai. Đường chạy sẽ được tính từ bờ suối đầu rừng cho đến phía bìa rừng. Chiều nay sẽ có thông báo cụ thể. Tức thật, con Thỏ ấy còn biết trước cả mình cơ đấy. Cậu có muốn cùng luyện chạy với bọn tôi không? Lại đây chạy cho vui. Không, tôi không rảnh. Mà sức các cậu chạy còn thua tôi nhiều. Chạy cùng nhau thế nào được? Cái cậu Nhím này kêu thật nhỉ? Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Sẵn sàng, chạy. Cố lên Thỏ, cố lên Sóc Vàng, cố lên, tăng tốc đi. Ah!
Nhiếm đã giành chiến thắng. Tại sao chỉ có mình Nhiếm biết tránh đường gai thế? Nhất định là có mờ ám gì. Các anh đừng có nói bừa. Chạy thì cũng quan sát chứ, cứ cắm đầu cắm cổ thì ráng chịu chứ sao. Để xem mắt các người có đủ tinh không. Trời, không ngờ Nhiếm lại bẫy bạn bè như thế. Đúng là Nhiếm quá ích kỷ và độc ác. Đây là hình phạt dành cho ngươi. Từ nay, ngươi phải mang trên mình bộ lông đầy gai nhọn này. Xin hãy tha cho tôi, cầu xin người. Đáng đời lắm, sao lại có thể hại bạn bè như vậy chứ? Vì Nhiếm mà mùa xuân này không còn gì vui nữa rồi. Kể từ mùa xuân ấy, Nhiếm luôn mang gai nhọn bên mình, không còn bộ lông trắng muốt như trước nữa. Chẳng ai dám lại gần Nhiếm, nó phải sống cô đơn, chui rút trong hang để trả giá cho sự ích kỷ, mưu mô của mình. Mụn, sẹo thâm. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, với kem rửa sạch hàng ngày và kem bôi giúp giảm mụn, mờ sẹo thâm, sáng mịn da. Vanessa Acne, mụn rời xa, da láng mịn, hiệu quả cho cả nam và nữ.